Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các em đến với phần phát trực tiếp buổi tối ngày hôm nay cùng với chị nhá. Xin chào các em. Trong buổi tối hôm nay thì chúng ta sẽ cùng với nhau nhìn một cách tổng quan về toàn bộ kiến thức ngữ văn lớp 9, những phần kiến thức mà đối với các bạn 2K8 suốt một năm vừa qua và đặc biệt là vừa mới qua kỳ thi quan trọng chúng mình đã vận dụng. Còn đối với các bạn nhỏ 2K9 thì đây sẽ là những kiến thức mà năm học tới đây các bạn sẽ cần phải trang bị thật là kỹ lưỡng nhé. Xin chào các em. Cho chị biết là những bạn nào đã vào theo dõi phần phát trực tiếp này rồi nào. Vậy là kỳ thi của 2K8 cũng đã diễn ra ở rất nhiều các tỉnh thành rồi. Bây giờ còn một số tỉnh chúng mình chưa thi thôi. Chị rất mong là nếu như ở đây có các bạn 2K8 đang theo dõi thì các em sẽ tận dụng thật là tốt thời gian còn lại, giữ vững tinh thần và chúng mình sẽ có những bài thi thật là tốt nha. Xin chào Như Quỳnh, xin chào Ngọc Loan. Xin chào các em. Các bạn đã có mặt ở đây chưa nào? Rồi, xin chào tất cả các bạn nha. Có bạn nào 2K8 ở đây chúng mình thi xong rồi và có thể cho chị biết cũng như là cho các em 2K9 hình dung về chương trình lớp 9 mà các em vừa mới trải qua không? Đặc biệt là đối với môn văn. Xin chào Minh Quân nhá. Ngày kia em thi rồi mà em sợ văn quá chị ơi. Không có gì phải sợ hết, mà kể cả mình có sợ thì đằng nào mình cũng phải đối diện thôi mà, đúng không? Nên là bây giờ thay vì sợ hãi thì em hãy xem lại những kiến thức mà khiến cho mình chưa tự tin. Sau đấy thì mình cứ bình tĩnh bước vào phòng thi nha. Bởi đằng nào thì mình cũng phải làm thôi. Hãy nghĩ đến cái cảnh mà em sẽ miệt mài viết bài ở trong giờ thi môn văn. Điều đó cũng sẽ giúp cho em có thể là thêm cái sự tự tin và thêm sự quyết tâm đấy. Hãy cứ tin rằng là đề bài như thế nào thì mình cũng vẫn phải làm được cơ mà. Đúng chưa? Xin chào Minh Quân nha. À, em 2K9. Thế thì em hãy theo dõi thật là kỹ phần phát trực tiếp này để nắm bắt được những kiến thức mà mình cần phải xây dựng ở trong chương trình lớp 9 nha. 2K9 mà giờ này đang theo dõi các phần phát trực tiếp thì chắc chắn là cũng đang có cái ý định là muốn bắt đầu sớm hoặc là muốn tận dụng kỳ nghỉ hè để chúng mình có thể trang bị được phần nào những kiến thức để vào trong năm thì chúng ta có nhiều thời gian hơn, đúng không? Hãy giúp chị chia sẻ phần phát trực tiếp này nhá. Xin chào các em, xin chào các bạn. Rồi, các bạn ơi, ở đây để chúng mình có được một cái nhìn tổng quan về toàn bộ kiến thức ngữ văn lớp 9 thì các em có hai cách. Một là các em có thể theo dõi trong mục lục của sách giáo khoa. Hai là các bạn có thể nhìn từ đề thi của tỉnh mình. Đồng ý không? Nhá, có hai cách đấy. Trước tiên, đối với cái cách mà chúng mình nhìn vào mục lục sách giáo khoa thì chúng ta sẽ thấy được ba mảng kiến thức chính, bao gồm là kiến thức về văn bản này, kiến thức về phần tiếng Việt này, rồi kiến thức phần làm văn. Đấy. Còn nhìn vào đề thi thì chúng ta cũng sẽ thấy được ba cái phần tương ứng với ba mảng kiến thức đó. Bao gồm là phần đọc hiểu, đúng chưa ạ? Thì sẽ sử dụng đến kiến thức về phần tiếng Việt này. Rồi phần nghị luận xã hội sẽ sử dụng đến kiến thức của phần làm văn và phần nghị luận văn học thì sẽ sử dụng đến kiến thức của các tác phẩm. Đấy, thế nên là ở đây nhá, hãy cùng với chị chúng ta có một cái nhìn tổng quan về toàn bộ kiến thức ngữ văn lớp 9. Xem là các bạn nhỏ 2K9 năm tới đây thì chúng mình sẽ cần phải học những gì. Và các bạn nhỏ 2K8, các em nhìn thấy các em cũng biết được rằng là ồ, bản thân mình thì ra đã học được từng này kiến thức rồi ư. Cũng rất là ngưỡng mộ bản thân đấy chứ, đúng không? Khá là tự hào đấy chứ, đúng không? Đây, trước tiên nhá, một nhỏ. Đó chính là kiến thức về các văn bản. Đây là kiến thức mà nhiều bạn thì quy chụp rằng đây là tất cả những gì của môn văn. Đúng không? Nhiều bạn quy chụp rằng thì đây là tất cả những gì của môn văn. Cứ nhắc đến văn là nhắc đến bài này, bài kia, tác phẩm này, tác phẩm nọ. Đó, nhưng đây chỉ là một phần thôi nhá. Nhưng mà chị cũng thừa nhận rằng phần kiến thức về văn bản trong chương trình lớp 9 là một phần kiến thức
khá là trọng tâm đấy và cũng khá là nhiều đúng không? Với số lượng văn bản mà nhiều hơn hẳn so với các anh chị lớp 12. Cùng là tham gia những kỳ thi quan trọng nhưng các bạn lớp 9 chúng mình học đến tận mười mấy văn bản liền. Đó, thì năm tới đây sẽ là năm cuối cùng mà chương trình lớp 9 thực hiện theo chương trình cũ, tức nghĩa là chúng mình học với sách giáo khoa hiện hành. Còn lại thì tất cả các lớp khác trừ lớp 9 và lớp 12 thì đều đã chuyển sang chương trình mới rồi. Điều này chị nghĩ rằng là không những có một cái ảnh hưởng đối với cả cách học của các em mà nó còn ít nhiều ảnh hưởng đến cả cách ra đề thi của các tỉnh nữa đấy. Chị nghĩ là như vậy. Nghĩa là các đề thi có thể sang năm ấy, trong đề thi vào 10 của các tỉnh cũng sẽ ít nhiều có cái sự đổi mới. Ừ, đấy. Nên các bạn ơi, chúng mình từ cái việc là nhìn nhận về kiến thức tổng quan của toàn bộ chương trình ngữ văn lớp 9 thì trong những phần phát trực tiếp tiếp theo, các chị cũng sẽ chia sẻ thêm về chương trình mới để các bạn cũng nắm bắt được tinh thần nhá. Ok không nào? Đó. Rồi thế thì trước tiên này, với kiến thức phần văn bản ngữ văn lớp 9 cho cả năm nhá, thì các em có thể chia ra thành các cái giai đoạn hoặc là chia theo thể loại. Trước tiên thì chúng ta sẽ có phần văn học trung đại. Ở đây thì chị tập trung vào phần văn bản văn học nhá. Ok chưa? Tập trung vào phần văn bản văn học. Nên là sẽ không bao gồm những văn bản nhật dụng. Tất nhiên là trong chương trình học ở trên lớp thì chúng ta có học đến những văn bản nhật dụng nữa. Nhưng mà đây là phần kiến thức trọng tâm nên là chị sẽ liệt kê về phần văn bản văn học thôi nha. Chị ơi, luận điểm mình đem vào câu đầu. Câu đầu câu mình đem vào đầu câu như nào để hay ạ? Em cứ nêu trực tiếp cái luận điểm đấy ra. Nếu như đấy là luận điểm đầu tiên thì em có thể viết là trước tiên tác giả đã thể hiện vấn đề nghị luận qua và mình nêu ra dẫn chứng. Ok không ạ? Đấy là cách đơn giản nhất rồi nhá. Và nó vẫn hay mà, chứ không phải là không hay. Có thể hình dung là cái sự hay ho đến từ sự rõ ràng và mạch lạc, nên là em có thể dùng cách đó nhá. Rồi, bây giờ quay trở lại đây này. Về phần văn bản văn học trung đại thì cũng có thể ra vào đề thi vào 10 đấy. Có bạn nào đã ôn chưa ạ? Đấy, như năm ngoái là có một hai tỉnh là thi vào truyện Kiều. Truyện Kiều đấy. Thì phần văn bản văn học trung đại chúng mình sẽ học trong nửa đầu học kỳ 1 lớp 9, bao gồm là có truyện truyền kỳ chính là truyện người con gái Nam Xương này. Chúng ta có truyện thơ bao gồm các đoạn trích trong truyện Kiều, rồi truyện Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga. Chúng ta còn học cả về tiểu thuyết nữa. Đấy, đó chính là một phần ở trong hồi thứ 14 của Hoàng Lê Nhất Thống Chí. Đấy chính là những cái văn bản văn học trung đại mà chúng mình sẽ học trong nửa đầu kỳ 1 nhá. Có bạn nào lớp 9, có bạn nào mà 2K9 ý, chúng ta đã đọc các văn bản này trong sách giáo khoa và cảm thấy ngợp không? Cảm thấy khó học không? Có bạn nào cảm thấy khó học với phần văn bản văn học trung đại này không? Có bạn nào đã đọc phần văn bản này ở trong sách giáo khoa chưa? Nếu như mà các bạn đã đọc rồi thì sẽ thấy là đây là cái phần văn bản mà chúng mình sẽ tiếp xúc đầu tiên, chứ không phải là những bài thơ hiện đại đâu, chứ không phải là những tác phẩm mà các anh chị 2K8 đang hỏi rất nhiều như hiện nay đâu. Mà đây sẽ là phần kiến thức đầu tiên mà các em sẽ học và nó sẽ rơi vào trong đề thi giữa kỳ của chúng mình đấy, giữa kỳ 1. Thế nên rằng là phần này với những cái đặc điểm riêng, với những cái cách học riêng thì luôn luôn là phần mà khiến cho các bạn lớp 9 đầu năm học cảm thấy hơi khó khăn. Cảm thấy hơi khó khăn. Và thế nên là các anh chị ở team học văn chị Hiên thì vẫn hay tổ chức các cái chiến dịch miễn phí để cùng với các bạn chúng ta theo dõi này, chúng ta tìm hiểu và nắm bắt kiến thức về phần văn học trung đại này. Nên là tới đây các bạn nhớ theo dõi thông tin ở trên kênh fanpage này để tham gia những chiến dịch miễn phí về văn học trung đại nhá. Đồng ý không? Em thấy cũng được chứ không khó lắm, rất là tốt nhá. Bởi vì mình đã xuất phát từ một cái tâm thế chủ động nên em cũng có thể đọc thêm những tài liệu này, cứ bám sát vào trong văn bản, mình có thể hiểu được đúng không? Em đọc xong mà cảm thấy lo cho tương lai phía trước. Cũng không cần phải lo lắng lắm, bởi vì ít nhất là mình cũng đang bắt đầu rồi.
Đấy là một cái tín hiệu giúp cho mình có thể đỡ lo lắng rồi nhá. Đó, nên là nhớ theo dõi các thông tin ở trên kênh fanpage này để nắm bắt này, cũng như là để tham gia vào các chiến dịch miễn phí về văn học Trung Đại nhá. Từ cuối tuần này là chúng mình có thể đã có những chiến dịch đấy rồi đấy các bạn nhá. Rồi tiếp tục này, tiếp tục về văn học Trung Đại xong thì chúng mình sẽ đến với phần văn học hiện đại. Và phần văn học hiện đại này thì mình có thể chia ra thành các giai đoạn. Thứ nhất, mình có thể chia theo thể loại hoặc là chia theo các giai đoạn nhé. Ở đây thì chị nêu trước về thể loại đi. Chia theo thể loại đi để các bạn dễ hình dung. Chúng ta có thơ hiện đại này. Và chúng ta cũng có truyện hiện đại này. Và phần văn học hiện đại này chúng mình học từ nửa cuối học kỳ 1 cho đến hết học kỳ 2 luôn. Bắt đầu từ những văn bản thời kỳ kháng chiến chống Pháp cho đến những văn bản mà sau ra đời sau khi nước ta đã giành được độc lập hòa bình. Về thơ, thời kỳ kháng chiến chống Pháp chúng ta có bài thơ Đồng Chí. Đó, sau đấy thời kỳ kháng chiến chống Mỹ thì chúng ta có bài thơ về tiểu đội xe không kính này. Đó, rồi là cũng trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ nhưng mà trong bối cảnh miền Bắc đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội thì chúng ta có bài thơ Đoàn thuyền đánh cá. Đó, rồi cũng trong thời kỳ đó thì mình có bài thơ Bếp lửa nữa này. Đồng ý không? Đó là những bài thơ học kỳ 1. Còn bài Ánh trăng thì là ra đời sau khi đất nước thống nhất rồi. Ánh trăng rồi những bài thơ kỳ 2 như Mùa xuân nho nhỏ, Viếng lăng Bác, Sang thu, Nói với con đều là những tác phẩm ra đời sau khi đất nước đã độc lập hòa bình. Đấy là về thơ nhá. Thế còn về truyện thì mình có 4 tác phẩm truyện rất là tiêu biểu, rất là trọng tâm, bao gồm Làng, Lặng lẽ Sapa, Chiếc lược ngà và Những ngôi sao xa xôi. Ok chưa? Đấy, thế nên là nhá. Đấy là về hệ thống tất cả các văn bản trong chương trình của chúng ta và cũng chính là các văn bản có thể đưa vào trong đề thi vào 10. Nên ngay từ đầu chúng mình hình dung và sẽ thấy là số lượng các văn bản không hề ít. Không hề ít đâu. Nhá, không hề ít đâu. Con số có thể lên đến, nếu như mà tính tách riêng từng văn bản, từng đoạn trích trong truyện Kiều thì con số có thể lên đến 20 văn bản đấy. Nha, nên là các bạn chuẩn bị sẵn tinh thần nhá. Với mỗi văn bản này thì cách học của chúng ta bây giờ với các bạn 2K9 thì có thể làm như thế nào? Các em hãy đọc kỹ văn bản ở trong sách giáo khoa trước giúp chị nhá. Một cái việc làm tưởng chừng như quá đơn giản nhưng lại vô cùng cần thiết. Bây giờ mà thử hỏi các anh chị 2K8 về các tác phẩm truyện xem. Kiểu gì cũng có bạn là chưa có đọc toàn bộ văn bản đấy trong sách giáo khoa đâu. Đấy là lý do mà chúng mình bị phụ thuộc vào tài liệu này mà tự bản thân mình không hiểu được về cốt truyện, rất khó để phân tích. Nên khi có thời gian, bây giờ việc đầu tiên là chúng ta phải đọc văn bản sách giáo khoa nhá. Đọc thật kỹ trong sách giáo khoa. Bởi vì đây là tiếng Việt mà, tiếng mẹ đẻ của chúng ta mà. Nên các em đọc, các em ít nhiều cũng đã hiểu được rồi, cũng đã nắm bắt được rồi. Thì sau đó đến lúc mà chúng ta học cách phân tích, chúng mình cũng sẽ như có một cái sự đối sánh giữa cả kiến thức phân tích và cách hiểu ban đầu của chúng ta nữa. Sẽ rất là sâu sắc đấy, nhá. Nên là các bạn nhớ nha, với phần văn bản văn học, mình hình dung là có rất là nhiều văn bản. Và ngay từ bây giờ thì hãy đọc thật kỹ các văn bản ấy. Thay vì việc là các em trọng tâm vào việc đi tìm tài liệu thì trước tiên là các bạn phải đọc kỹ văn bản sách giáo khoa đã nhá. Nhớ chưa? Đọc kỹ cái bản ở trong sách giáo khoa ấy. Đấy. Rồi sau đấy thì chúng mình có thể đọc tài liệu để có thể hình dung về kiến thức, nội dung của từng văn bản một. Ok chưa? Đấy là trình tự học nhá, chứ không nên chứ chúng mình không nên là chúng mình nhảy cóc đâu. Không nên là chưa đọc văn bản mà đã đọc kiến thức phân tích. Hãy đi theo trình tự đúng là đọc văn bản trước, rồi đọc trong tài liệu phân tích hoặc là theo dõi các bài giảng để hiểu hơn về văn bản ấy. Ok chưa? Đấy, thì hôm nay mùng 6 tháng 6 cũng đang có chương trình ưu đãi đối với những bạn mà chúng mình muốn nhanh tay dinh về những cái bộ tài liệu, những cái cuốn sách mà giúp cho chúng ta nắm bắt kiến thức về văn bản đấy. Đấy.
thì cái bộ sách mà chị thấy tối ưu nhất để mà các em nắm bắt kiến thức về văn bản trước, bao gồm cả dàn ý này, bao gồm cả viết mẫu và dẫn chứng liên hệ mở rộng, thì đó chính là bộ sổ tay văn học lớp 9 các bạn nhé. 4 cuốn luôn. Có cả văn học trung đại, có đầy đủ thơ và truyện hiện đại, có cả một cuốn riêng về văn bản Nhật dụng, là tất cả các văn bản trong chương trình của chúng mình đều có ở bộ sổ tay đó. Và hôm nay thì chương trình ưu đãi, thế nên là chúng mình đang được giảm đến 40.000 đồng và được miễn phí ship khi mà mua bộ sách này. Nên bạn nào mà chưa biết thông tin này thì nhanh tay nhắn tin về cho chị để cập nhật thông tin và có thể mua sách với giá ưu đãi đó nhá. Được giảm 40.000 này và được miễn phí ship với bộ sổ tay văn học luôn. Ok chưa? Đấy là về phần văn bản nhá, đấy là về phần văn bản. Tiếp tục này. Bên cạnh kiến thức về văn bản thì một cái mảng kiến thức nữa các bạn 2K9 lưu ý giúp chị. Đấy chính là phần kiến thức về đó là phần kiến thức về tiếng Việt. Các em thử đọc trong đề thi vào 10 của tỉnh mình, những tỉnh nào đã thi, các em thử đọc mà xem, các em có thấy những câu hỏi hỏi về phép liên kết không? Các bạn có thấy những câu hỏi hỏi về thành phần câu không? Đấy, thành phần biệt lập này vân vân. Thì đấy chính là những kiến thức về tiếng Việt nhá. Thì trong chương trình lớp 9, những kiến thức tiếng Việt bao gồm sẽ là những kiến thức về câu nhá, những cái kiến thức từ cấp độ câu trở lên. Ngay từ học kỳ 1 thì các em sẽ được học về các phương châm hội thoại này, cách dẫn trực tiếp, cách dẫn gián tiếp, vân vân. Sang đến học kỳ 2, chúng mình sẽ được học về các thành phần câu, bao gồm thành phần khởi ngữ, rồi các thành phần biệt lập. Bên cạnh đó thì có một cái mảng kiến thức, thật ra nó nằm trong phần làm văn, nhưng lại thường được sử dụng trong phần kiến thức đọc hiểu. Đấy chính là kiến thức về các phép liên kết câu và liên kết đoạn văn. Vậy thì với phần tiếng Việt này, Ken có thể học bằng cách là đọc trước ở trong sách giáo khoa, xem ở cái phần mục lục ấy. Em có thể dùng bút highlight và đánh dấu vào những bài nào về tiếng Việt thì em dùng cùng một cái màu bút như thế, em đánh dấu vào để mình biết được rằng là có những kiến thức tiếng Việt nào sẽ cần tìm hiểu. Và ngay từ bây giờ em có thể là xem ở trong sách giáo khoa và mình tổng hợp lại các cái khái niệm nhá. Các cái khái niệm. Đây là phần kiến thức mà có một cái sai lầm thường gặp ở các bạn học sinh, chính là việc chúng mình học từ ngọn thay vì học từ gốc. Cái này thì chị cũng từng đề cập ở trong những buổi phát trực tiếp trước. Khi mà có không ít bạn thì bị mất điểm phần đọc hiểu do những cái lỗi sai khi chưa hiểu bản chất vấn đề, chưa hiểu bản chất kiến thức. Nên là kiểu như chúng mình cứ thấy những từ nào lặp lại thì chúng ta gọi đấy là phép lặp. Hay là chúng mình cứ thấy những từ ôi, chao ôi thì chúng mình xác định ngay đấy là thành phần cảm thán, kiểu như thế. Hay là chúng mình cứ thấy những chữ về đi liền với một cụm từ nào đấy thì mình ngay lập tức xác định là thành phần khởi ngữ, kiểu như vậy. Nghĩa là chúng mình không nắm về bản chất mà chúng ta lại thường là đi từ chính những ví dụ. Đó. Cái cách như thế thì rất là dễ học nhưng mà lại không đầy đủ. Nên dẫn đến là chúng ta sẽ có thể bị mắc những cái lỗi và kiểu như có những bạn thì gọi là khi mà đề lừa ấy, thì mình sẽ dễ bị mắc lừa. Nha, nên là đây cũng là một kinh nghiệm cho 2K9. Mong rằng là các em sẽ học từ gốc, các bạn sẽ nắm chắc về khái niệm này, hiểu rõ về bản chất. Sau đấy mình mới áp dụng vào trong các đề bài khác nhau. Thì khi đó cũng giống như là trong môn toán hay môn tiếng Anh thôi. Các bạn đã nắm chắc rồi thì dạng đề nào, câu hỏi có biến tấu ra sao thì chúng mình đều có thể đi từ cái gốc đấy để chúng mình xác định được cách làm. Đúng không ạ? Nhá, nên là phần kiến thức tiếng Việt này hãy trọng tâm và học từ lý thuyết. Các em học chắc lý thuyết ngay từ bây giờ nhá. Ok chưa? Sau đấy thì các bạn có thể là xem những ví dụ sách giáo khoa này, hoặc là các em xem ở trong chính những đề thi của tỉnh mình và đối sánh với đáp án xem là mình áp dụng kiến thức lý thuyết đấy đã đúng hay chưa. Đúng không? Đấy, nhá, có thể xem trong ví dụ, xem trong các bài tập, rồi xem trong đề thi. Đấy là với phần kiến thức tiếng Việt. Và phần kiến thức cuối cùng mà các bạn lớp 9 cần phải chú ý này. Đây. Ồ, thế là có nhiều bạn rất là muốn xuất phát sớm môn văn nhỉ?
Chị thấy chúng mình đang gọi nhau vào học này, thì buổi ngày hôm nay chị cung cấp một cái nhìn tổng quan về toàn bộ kiến thức ngữ văn lớp 9 theo chương trình cũ, theo chương trình hiện hành ấy mà các em sẽ học trong năm tới. Cũng là năm cuối cùng mà chúng mình sử dụng sách giáo khoa cũ đấy. Sang đến các bạn 2K10 là chúng mình sử dụng sách mới rồi, học chương trình mới, thi kiểu mới rồi. Đấy, nên là các em chú ý vào đây nhá. Bạn nào mà chúng ta muốn nắm bắt sớm, xuất phát sớm, tận dụng kỳ nghỉ hè thì trước tiên là em phải có cái hiểu biết đã, không thì bây giờ các em kiểu giống như là dùng một cái tâm hồn hoàn toàn trống rỗng và bước vào trong thế giới kiến thức ngữ văn lớp 9, các bạn sẽ dễ bị choáng ngợp đấy. Đấy, thì các em hình dung cùng với chị, sau đấy chị sẽ có một số những gợi ý để các em có thể tận dụng kỳ nghỉ hè một cách hiệu quả hơn, thay vì việc là mình bị mông lung rồi xong cuối cùng kỳ nghỉ hè trôi qua, muốn thì muốn học đấy nhưng cuối cùng mình lại chẳng học được nhiều, đúng không nào? Rồi bây giờ nhá, cái phần kiến thức thứ ba chính là phần kiến thức làm văn. Phần kiến thức này sẽ bao gồm hai, mà cũng không phải là hai dạng đâu, bởi vì lớp 9 thì cũng tài lắm. Kỳ 1 các bạn còn có thể là gặp văn tự sự và văn thuyết minh nữa cơ. Nên trước tiên nhá, ở học kỳ 1, dạng văn này thì sẽ không xuất hiện trong kỳ thi vào 10, nhưng có thể sẽ xuất hiện trong kỳ thi giữa kỳ và cuối kỳ của các em. Nó cũng ảnh hưởng rất là nhiều tới điểm tổng kết của chúng ta nữa đấy. Đó chính là văn tự sự và văn thuyết minh. Phần này thì mình sẽ học ở trong học kỳ 1 nha. Nhưng mà chúng mình sẽ không phải là viết những bài văn tự sự hay là những bài văn thuyết minh giống như là các lớp dưới chúng ta học, mà văn tự sự của lớp 9 thì sẽ có những cái yêu cầu gọi là nâng cao hơn một chút, khi mà mình sẽ phải sử dụng cả yếu tố miêu tả, yếu tố nghị luận trong văn tự sự này. Văn thuyết minh cũng thế, nghĩa là sử dụng thêm các yếu tố khác để giúp cho bài văn đó trở nên sinh động hơn, ấn tượng hơn. Và chúng mình sẽ học trong học kỳ 1. Nhưng phần kiến thức này thì sẽ không ra vào trong đề thi vào 10. Mà trong đề thi vào 10 thì mình sẽ có dạng nghị luận văn học này, văn nghị luận đấy. Nhá, văn nghị luận. Bao gồm là nghị luận văn học và nghị luận xã hội. Đấy. Đây là hai dạng nhá. Đây là hai dạng mà chúng mình sẽ thi trong kỳ thi vào 10. Thế nên là nếu như bảo là cần thì chúng ta tất nhiên là phải cần học tất cả các dạng rồi. Bởi một khi đã có trong chương trình là chúng ta sẽ cần phải học, sẽ cần phải thi. Thế nhưng các em có thể là tận dụng kỳ nghỉ hè này để trọng tâm vào cái phần văn nghị luận này trước, coi như là tạo tiền đề để vào trong năm, và đặc biệt là trong kỳ thi quan trọng thì chúng ta cũng đã được rèn luyện đôi phần rồi. Ok chưa? Đấy, còn phần văn tự sự, văn thuyết minh thì có thể vào năm học mình học theo bài học của thầy cô ở trên lớp nhá. Phương pháp để thi học sinh giỏi thì như thế nào ạ? Em cũng hãy xuất phát từ cái nhìn tổng quan về toàn bộ những kiến thức mình cần trang bị, và mình trang bị dần dần rồi sau đó đến bước rèn luyện em nhá. Học cái gì cũng vậy thôi, kỳ thi nào cũng vậy thôi. Đấy là trước tiên mình phải nắm bắt được là mình cần có những kiến thức gì. Sau đấy thì mình trang bị những kiến thức đó. Rồi bước cuối cùng là mình luyện tập, trau dồi. Đó, nên là đối với kỳ thi học sinh giỏi cũng như vậy. Là bên cạnh những kiến thức cơ bản này thì mình còn có thêm kiến thức về lý luận văn học này, những kiến thức nâng cao hơn này, thì em cần phải liệt kê ra được, cũng giống như chị vừa mới liệt kê cùng với các bạn, xem là những mảng kiến thức đó là gì, em đã nắm được đến đâu, em sẽ trang bị thêm như thế nào, và cuối cùng là bước mình luyện tập trước khi thi nha. Rồi, thì đây chính là tổng quan về toàn bộ những kiến thức ngữ văn lớp 9 mà các bạn sẽ học ở trên lớp và có thể là sẽ thi vào trong kỳ thi vào 10. Vậy thì đối với những bạn muốn xuất phát sớm, có bạn nào ở đây là chúng ta đang đang dục dịch là chuẩn bị cho chương trình lớp 9 không? Có bạn nào 2K9 ở đây là chúng ta muốn tận dụng kỳ nghỉ hè để các em cũng phần nào nắm bắt trước về kiến thức lớp 9 không? À, có bạn Thương Bùi này. Còn bạn nào không ạ? Còn bạn nào nữa không?
Rồi, có bạn Thu Thư này, có bạn Phương Nga. Ồ, avatar của hai bạn cứ giống giống nhau nhở? Chị nhìn lướt qua chị tưởng là cùng một bạn luôn đấy. Ừ, có Đỗ Hà nữa này. Rồi, đồng ý. Thế thì các bạn đã bắt đầu chưa? Kem đã bắt đầu khởi động với cái mong muốn của mình chưa? Nếu như mà bạn nào mới khởi động, mới bắt đầu này, kiểu như là mới sắm vở, sắm bút, xong rồi sắm sách giáo khoa, mới đọc, hoặc là bạn nào thậm chí là đã tìm tài liệu để mình bắt đầu ghi chép rồi ấy, thì hãy lưu ý nhé một số những lời khuyên của chị này. Thứ nhất là các bạn phải xác định mục tiêu mà em muốn đạt được trong cái kỳ nghỉ hè này là gì. Đây, em có thể chọn ra một cái mảng kiến thức trong những mảng kiến thức này để làm mục tiêu, đồng ý không? Ví dụ em chị nghĩ rằng là với kỳ nghỉ hè ấy, thì các bạn có thể chọn mục tiêu là nắm bắt kiến thức về văn học trung đại. Ok chưa? Đấy, hãy xác định một mục tiêu cụ thể. Và xác định cái quỹ thời gian mà mình có. Ví dụ là em bắt đầu từ bây giờ là khoảng giữa tháng 6 đúng không? Thì em sẽ có tháng một nửa tháng 6 này, sẽ có tháng 7, tháng 8. Đó, thế là mình có khoảng 2 tháng rưỡi. 2 tháng rưỡi đúng chưa? Thì trong 2 tháng rưỡi đấy, với một cái mục tiêu nho nhỏ như thế này, mình hoàn toàn có thể nắm bắt thật là kỹ lưỡng. Hoặc không, mình có thể tăng thêm mục tiêu. Ví dụ là trong 2 tháng rưỡi đấy thì mình nắm bắt kiến thức thật kỹ về phần văn học trung đại và có được kiến thức khái quát về phần thơ hiện đại chẳng hạn. Nghĩa là cái đầu tiên em phải xác định được mục tiêu nhá. Ok chưa? Xác định được mục tiêu này. Thứ hai là mình xác định được cái quỹ thời gian mà mình có này. Để làm gì? Để cái thứ ba là em xây dựng được một lộ trình cụ thể. Lộ trình có thể chia theo từng tháng, sau đó chia theo từng tuần và chia theo từng ngày. Ok không? Chứ chúng mình sẽ rất khó để có thể bắt đầu một cái gì mới khi mà mình hoàn toàn mông lung, mình chỉ biết là phải làm nó thôi, nhưng mình không biết là làm những gì, làm ở đâu, làm như thế nào. Bởi vậy mà em xác định một mục tiêu cụ thể và chị khuyên là trong khoảng 2 tháng hè thì chúng ta, bởi vì là chị tin là chúng ta còn muốn học các môn khác nữa chứ không phải chỉ môn văn. Bởi vậy mà em có thể xác định mục tiêu là nắm bắt kiến thức về văn học trung đại và luyện tập viết nghị luận xã hội chẳng hạn, ví dụ như thế. Đấy. Sau đấy thì cái mục tiêu này em sẽ thực hiện trong khoảng 2 tháng. Vậy mình có thể chia ra, tháng đầu tiên thì mình sẽ học về văn học trung đại và tháng thứ hai thì mình sẽ ôn về nghị luận xã hội. Trong tháng đầu tiên học về văn học trung đại thì em lại chia ra có 4 tuần chẳng hạn. Tuần đầu tiên mình học chuyện người con gái Nam Xương, tuần thứ hai mình học chị em Thúy Kiều, tuần thứ ba mình học Kiều Lầu Ngưng Bích, tuần thứ tư mình học Hoàng Lê Nhất Thống Chí. Đấy, nghĩa là em chia nhỏ mục tiêu này ra tương ứng theo từng tuần. Đó, thì khi đấy mỗi ngày mình cũng sẽ biết được là mình cần học cái gì. Nó sẽ hiệu quả hơn rất nhiều so với việc là hè này học văn không? Có, ừ thế học đi. Nhưng học cái gì bây giờ? Đúng không ạ? Học văn hay là ôn văn sớm hay là bất cứ một cái sự xuất phát sớm nào, nó sẽ không chỉ dừng lại ở việc là em mua sách giáo khoa này, em mua vở bút mới và em xem tài liệu rồi em chép vào trong cái quyển vở đấy của mình thích bài nào thì mình chép cái đó. Thì như vậy chị nghĩ là nó chỉ tốn thời gian thôi nhá. Nên hãy nghiêm túc ngay từ đầu, xác định một mục tiêu cho mình, rồi sau đấy thì mình chia theo quỹ thời gian mà mình có này, mình xác định một lộ trình, càng chi tiết càng tốt, chi tiết đến từng ngày, thậm chí là đến từng buổi luôn, để xem là mình đã đạt được cái lộ trình đấy hay chưa. Ok không nhá? Và tất nhiên rồi, đây là một con đường mới, các bạn đang đi những bước đi đầu tiên. Thế nên đừng quên là tham khảo thêm và tìm kiếm thêm những người đồng hành. Nghĩa là em có thể là ở lộ trình của mình ôn chẳng hạn, đúng không? Thì cứ mỗi buổi tối ấy, em có thể theo dõi trên kênh fanpage này để theo dõi những phần phát trực tiếp của học văn chị Hiên. Sẽ rất hay có những cái phần kiến thức, sẽ có những cái buổi hướng dẫn về kiến thức. Thì các bạn có thể xem ở đấy để mà chúng mình trau dồi và ôn lại những kiến thức mình đã học này. Cái thứ hai là mình cũng cần phải có tài liệu nữa, đúng chưa? Thì em có thể lên trang website Học Văn Chị Hiên, hoặc là mình theo dõi trên kênh Facebook này, hoặc là mình theo dõi ở trên kênh YouTube Học Văn Chị Hiên.
có rất là nhiều những cái nguồn tài liệu. Đặc biệt nhá, trên YouTube Học Văn Chị Hiên có những cái bộ video bài giảng mà em có thể theo dõi ngay từ bây giờ đối với lớp 9 để mình có thể tự học trước nha. Nhớ chưa nào? Và đừng quên là có thắc mắc gì, có băn khoăn gì trong cái quá trình học trước kiến thức hoặc là muốn tư vấn thêm thì các bạn hoàn toàn có thể nhắn tin về cho chị nha. Hoàn toàn có thể nhắn tin về cho chị. Mấy nữa thôi là các anh chị 2K8 thi xong sẽ còn có rất là nhiều những kinh nghiệm để lại cho các em 2K9 nữa. Nên các bạn nhớ thường xuyên theo dõi nhé. Và đó là tổng quan chương trình, tổng quan về kiến thức ngữ văn lớp 9 dành cho các bạn 2K9 này. Các anh chị 2K8 thấy mình tuyệt vời không? Một năm trôi qua mà mình đã trang bị được đầy đủ tất cả những kiến thức này rồi đấy. Và bây giờ chỉ còn chờ một kỳ thi nữa thôi. Thế nên là kỳ thi này sẽ là cái kỳ thi mà em thể hiện tốt nhất, thể hiện được tuyệt vời nhất tất cả những kiến thức của mình nha. Chị tin là như vậy. Các bạn nào thi xong rồi thì quả thực các em là những chiến binh, chị vô cùng ngưỡng mộ luôn. Các bạn đã làm được rồi đấy, các bạn đã vượt qua được rồi. Thế nên là bạn nào thi xong thì cứ thoải mái nghỉ ngơi, thi tiếp các môn khác, hoặc là đã thi xong hết rồi thì chúng ta hoàn toàn tự tin với bài làm của mình nhá. Ok chưa? Còn bạn nào 2K8 chưa thi thì đây này, nhìn vào đây, từng nay kiến thức mình còn trang bị được rồi cơ mà. Thì còn có một kỳ thi thôi, có gì đâu mà mình không vượt qua được, đúng không? Đó, nên là hãy dùng tất cả những gì mình có để viết nên bài văn hay nhất từ trước đến nay của các em trong kỳ thi tới đây nha. Nhớ chưa? Và cuối cùng, đối với các bạn 2K9 này, thì đây chính là cái chặng đường sắp tới mà các bạn sẽ cần phải chinh phục. Bạn nào mà bắt đầu sớm ngay từ bây giờ thì hãy lắng nghe một số những lời khuyên của chị để cho cái quá trình bắt đầu sớm của các em đạt hiệu quả cao hơn nhé. Rồi, tới đây sẽ có những cái chiến dịch này, sẽ có những chương trình, sẽ có rất là nhiều những sự hỗ trợ giúp cho các bạn 2K9 có thể bắt đầu thuận lợi đối với môn văn. Nên là các em nhớ theo dõi thường xuyên trên kênh fanpage này nha. Đặc biệt là ngày hôm nay thì đang diễn ra chương trình ưu đãi mùng 6 tháng 6 đấy. Với bộ sổ tay văn học, chúng mình được giảm đến 40.000 đồng và được miễn phí ship này. Với cuốn tuyển tập 50 bài văn mẫu trọng tâm hay là cuốn sổ tay chinh phục nghị luận xã hội, mỗi cuốn đó chúng mình cũng được giảm đến 20.000 đồng luôn. Đó, nên là, và còn có cả những cái quà tặng đi kèm nữa. Nên các bạn hãy tận dụng cái đợt ưu đãi này để chúng mình mua luôn nhá. Còn vài tiếng nữa thôi là kết thúc ngày 6 tháng 6 này rồi. Nên có thể nhắn tin về cho chị để tìm hiểu về chương trình ưu đãi đó và dinh về cho mình những cuốn sách để có thể bắt đầu sớm với môn văn nha. Còn bây giờ thì phần phát trực tiếp của chị phải kết thúc rồi. Cảm ơn các em vì đã lắng nghe, theo dõi và hẹn gặp lại các em ở trong những phần phát trực tiếp sau nha.